Ok, chắc tại tôn tình nào tại tôn tình nào ạ thế tại năng tới bà bà này có nông solid liquidization cứ miền đôi khẳng khổng cứ ở sau bà thang ạ thế y nè cứ chỉ ạ thế đại tăng ở mà flux là bà overflow đại khả năng là bà viên nó cứ cực chi cái lô cả đạp này có nông máu hai đầm ạc thê ó cứ dương tăng ở mà flux là bỏ underflow đây ta là bỏ viết có khách chi cái lô cái đàn hồi màu được cái nế hai y cái thạch ai nè y cái thạch ai nhé cứ tăng ở mà fraction là bỏ component ai để mình được nó overflow hai x ai nhé cứ chỉ mà fraction là bỏ component ai để mình được nó underflow đây nó nắng ai cứ tăng ở solute để tăng ở solvent hay ai nó cứ tăng ai thông nó cứ tăng ở inner component không nó cái tha tại sao ta inner component nó việc ai đi sâu nó không solvent mà này chẳng hay mình nói tha mình biến vô tầm biến nó bỏ inner component nó không overflow thế chẳng hay từ bạn mà bỏ viên bị thằng mà phát triển bỏ viên nó y cái ai cứ ta là số hay đây à lấy dương mà vô nó biết ha hai tay ban chia inner component mình đổ ly nơi khăn số 1 đói xa tay dân đang hai thà dân ba ba số 1 ưu ta thà à lâu dùng dị bị bố xe này ca extract dục tên nhé bị xe đại diện dân đang hai dân ba ba số 1 là mấy extract dục tên chắc mấy thà nơi khăn overflow bỏ dường nâng cư miên tại số 1 hay nâng tên tì trong này ai xả thiệp xem rồi bọc lọc đáy nó ủ họ từ chiếc protein ủ họ từ chiếc mineral rồi có fiber in chăng cứ viên nơi tại mi vô tầm biết nó khăn cả xâm đáy nó đáy vì mình thật bán đi số rồi có extract chanh màu thì mình chắc này chắc mình đây tha à sắp xe tặng ơn năng hai cúp xong cho mỗi cả xâm đáy tặng ơn năng hai để kể áo cho mỗi thái chiếc inert component rồi có inert solid chắc lấy xa tay số vấn mình biến là tập hiệp thì có một miếng tu nữa tí đậm bay tới tiền cho xa thì đang ăn năng màu ấy năng hai chi mua hai đại thừa áo ấy cái thật chi mua hai đại thừa áo ấy ở mình miếng một tấm miếng là bỏ xa mà xe tiền ăn nắng nơi nóng sâu vần rồi có overflow bỏ dưới nghỉ chẳng năng hai chi mua hai đại thừa áo ấy cái thật ai bỏ dưới nó cứ mà năng sâu vần bất đồng một tiết cứ tạm tồn từ năng retention được bỏ solution hay năng số vấn ở lấy dương mà vô tha ấy cái tết cứ chia thì solution retention solution retention năng cứ cứ thời ban cầm nó thác cứ chia bạn đi mà lấy solution là nơi xó solution là nơi xó khi nông mùi khả năng mát nơi inner solid chứ dân tăng đôi đầm lại e tui nào mỗi cái thơ mà năng parima đại cực chi cơ lô cả là bỏ solution năng chạy ai parima đại cực chi cơ lô cả là bỏ inner solid chắc nó không ca apply được cái này nè solvent detention nó cứ thử bằng cầm nạp thang cái chi bạc đi mà này solvent bạc đi mà này solvent đang nơi xóa nó không được nạp mà này inner solid chi tốt ta ở retention data retention data nó cứ cắt lãng phí cả plot graph rồi viên ý cái retention rồi bỏ solution chứ mùi nâng retention rồi bỏ solvent chắc retention data nó chỉ đưa tới thử bàn present mà ta thử bàn bằng hai nè để khi nông graphic mũi tại chỉ đưa tới lẽ cân nặng và bọc graphic nó ai chỉ tập hệ triangular rồi có rectangular chẳng triangular nó cứ sắm đa từ lớn graphic để mình tính chia thấy cao hay rectangular nó cứ sắm đa từ lớn graphic để mình tính chia trả được cao chẳng dùng mà mở tại tông tên năng tải angular chẳng component đã miền năng tải angular đại diagram nâng cứ miền i thống miền d thống hay năng s thống chẳng chỉ tu tờ năng khăn a a d như cứ áo dựng áo chúng ta horizontal axis nâng cứ chỉ a đa để bình xin áo ấy và tầm miền là bòi kế là bò xô lụt hai a cho a d nâng cứ chỉ a đa tầm năng áo ấy và tầm miền là bò xô vần hai nước không nâng cái thang tại angular diagram nó cứ miền component tuyết tuyết bảy đây nó nâng e tôi nâng cứ xâm đại áo retention curve và retention curve nâng cắt lang pi chùm nốt rồi viên ấy kể chùm nốt rồi viên retention rồi bỏ solution chùm mùi nâng retention rồi bỏ ấy kể rồi bỏ sâu vẫn dừng nâng hai bà to một tiết
Tại đó tên năng bật phê là bỏ ra gram năng ná. Chẳng hạn đấy cứ nhóm bạn bây giờ bị cái graphic mình hào ấy. Cứ là sau ai thông năng cứ chỉ right angle để represent out in the components. Hai sau đi thông năng cứ chỉ vertex để represent out số 1. Vậy thay cứ chỉ tí cái line nè. Tí cái line để represent out số 1. Hai S năng cứ vì represent out số lượt. Chỉ tu tới mass fraction và bỏ số lượng nâng cứ bằng này theo vì represent được nóng ạ đếch hay mass và bỏ số vần mass fraction và bỏ số vần nâng chỉ tu tới vì represent được nóng actual mình chẳng dơ màu mờ nữa chỉ tu tới môn nâng chiên tờ đo là tụ môn nè dơ mà vô sân ta hay nâng y cả thạch nâng dơ làm nàng ở y kì chứ tôi tới x nó cứ đầm nàng ao mà fraction nào mối nước nón underflow hay y cái thông nó cứ đầm nàng ao mà fraction nào mối đại miên nước nón overflow chẳng dân chạy ở đa chỉ là viên overflow hay năng underflow nhưng bạn 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 chưa ngọt ní bị slide mòn hào vậy mình chẳng chắc là không thể thay trẻ nó phải đại equilibrium mấy thay nó phải đại chụp nói xong một mũ rồi bỏ solid liquid liquid extraction nữa bây giờ cả làng chắc mình thấy concentration và bỏ overflow pass chắc là không nâng cư miền này kì y cả đạch s hay nâng y cả đạch d cứ bia đôi khi nâng nâng concentration và bỏ liquid đài retain nâ retain mình ha đài nơi xó đài by the solid or the underflow đài nơi xó nâng nâng y kì nâng nâng underflow rồi chứ chắc y cả đạch s nâng cư đầm nàng ấy kì y cả đạch s nâng cư đầm nàng ai mà fraction là bỏ solute đại miên là non overflow hay y cái đi nó cứ chia mà fraction là bỏ solute đại miên là non ý kế ớ mà fraction là bỏ solvent đại miên là non overflow được kìa hay xe nó cứ đầm nặng ý kế xe nó cứ đầm nặng ý mà fraction là bỏ solute đó đại bọn tay đại miên vô tầm miên là non underflow hay xd có đôi kìa cứ chia mà fraction là bỏ solute vẫn đại miên được nói cái đại miên được nói underflow được kia hát ấy ban chia tăng overflow tăng underflow cứ nơi nơi đại miên vô tâm miên là bỏ solute hay năng solvent hát ấy à lấy dương mà mờ nó bây tăng ốc ni à lấy nhôm để dây tăng thông tin năng ca extract sợ đại đọc đại cho nè nó bây tăng ốc ni extract brain tăng ốc ni pra extract nó bây tăng extract cho brain chân máu chúng ta phải đặt ốc nít với cả extract đặt ốc nít vô scope sẽ đáy nâng tự cấn ai mọt và tổng mọt đặt ốc nít đặt cô cho mùi nâng ách sán đặt cô nâng lưu chắc rán hơi dương 3 cộng đại và 2 chỉ 2 sắp ổng xa xe nếu như bây giờ tệ tôn thì nâng tay bê dương mỏ nó để xa tay tay bê bao nhiêu mình ít sạc chân này chẳng như lưu ưu tì hò chạy sẽ đáy mà đặt ốc nít nghe dối chắc nó bây đặt ốc nít bà cô lưu chắc khẽn chắc mấy tha nó không cầm lộn dạ bê ba chỉ đọp này tí cứ bị chập làm bụt chắc là bây giờ dân phụ nước mà đi tha sẽ tăng là phía bao dương cứ dân thời tại maintain á dân thời tại maintain biết ao nơi công tập tập hai chỉ hà sắp tập hà phèm được học tập tập đài tại mình ai lâu thông chiến học tập tập bằng xa sẽ hai đây nơi sẽ tăng là phía bên nó cứ ách sàn bao dương đang hà ở để xa tay chuẩn bị tập phụ bao biết cứ nơi học tập tập bằng xa sẽ chẳng ấy chắc là bây giờ dân maintain sẽ tăng là phía bên nơi công lòng bình năng họ hà phèm tới học tập chắc mấy tha ách sàn bao dương nó cứ nơi tại miền bao tại miền này không đang tại chứng nó bây được ở tổng ốc extract mấy hai tổng ốc này nó bây chọc process tổng ốc này chạy vô solution bài vì ấy thông báo nó bây giờ extract hết ca sở đại bao dương nó khổm solution bao dương nó lỡ bằng chăng này thật ảnh chứng nó bây tổng ốc này chạy vô solution hàng lỡ nó chăng nào bây thay nó không solution bao dương nó ngạc vì mình đang số vấn vì mình đang số lột hào vậy có bằng tài nơi không ca sở đại bao dương ta dương bàn chạy vì đại dương chạy cho solution trong chạy máu ta dương là có test ha solution hay nâng solution bao dương à số vấn bao dương nữa vì bàn dương bàn ở dọc vì ở trên bị cả sự đại nâng trong lại cứ ở thì tại sao ấy nhưng khi này vậy thì ở tại sao tại cả sự đại bao dương cứ nở sao mà toàn này toàn này hãy dương bàn bật có test ha cùng lòng bây đại dương thuốc extraction nâng á solution đại dương thời cả extract á vì nâng đi dấu tránh màu ỏi dương ở đây bây giờ anh chẳng màu này lúc ta thì dương đang tha ta không phải mà để dương dương mà phở thôi cả extract nó ngại cả sợi đáy nó ngại ta ở viên biên bạc đi mán
anh chắc mày tha nơi không ní cư dương người ta bà dẫn ao gì kì tử bà dẫn dự dương chân rồi vô tầm yên là bỏ overflow cư dương ai nâng đọc bán tạm giác cả việc mùi nắng đại dương ai plot đi chùm mùi nắng tầm lại lấy ná mùi đại dương tự tụt bàn nè ok chân xong rạp hạt ní cư dương bánh chọc thầm nắng hay xâm rạp sầm núi nhóm nâng miền áo ấy nơi khăn classwork nè nhóm nâng upload nơi khăn Google classroom chứng ở tầng ốc này à nâng thơ bạn nè ok chẳng ở con chán.